Chưa có nước nhiệt nhẹ đó chứ. Kéo 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 qua tuôn cứng cái chế kéo kéo lên được gì vậy. Kéo lên tới cứng chưa, rồi đó. Kéo lên hết được. Ủa con mới xăng mới dạo giờ kéo lên vậy nào, nó đi qua tuôn cứng nó vậy nè, nhiệt nhẹ cái mọi người. Mấy cái đầu quá nặng luôn. Không biết gây áp giật á. Này cũng có bình mà, có bình đề luôn đó, mình biết gắn nè. Tất cả đều có bình chứ. Giờ thấy có cái nước bình ở đây nè, nhìn nó. Ta đặt rồi nè, mua đầy đủ cho ta luôn nè. Về chạy thôi, mạnh mạnh lắm à. Lý sao lại chế này chứ nó nhỏ. Nó có, cái này là cái ống dài nó đem đi phun đó. Hả? Cái này là cái đầu phun. Cái đầu dòi á. Cái đầu này là cái đầu phun khi chỉnh mình muốn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái ống nói đầu này, đầu này. Ngày bữa nó về, vài con nữa. Dạ, cái đó để bắn lên cái cháy đó. Dạ. Nó mắc, cái đó mắc gì lắm. Đó của Nhật như chị mấy à? Ghê thiệt. Máy này mạnh lắm nè. Đây máy này nó có cái đồ giữ nước ở luôn, nó phan nước vô luôn. Nó này hả? Đơn giản á. Có báo xăng rồi luôn, điện xăng luôn. Có nước, có điện đầy đủ, có dầu luôn nè. Cái này là dừa ha. Cái nổ hết hồn. Không có đâu. Đổ nhớt nhiều. Dạ. Phải đổ nhớt ít lại. Dạ. Ngày bữa làm là con đó lại mới được. Đã tiếng vô nổi dòng băng. Này là nhớt dầu nguyên xăng của Nhật nó pha luôn, mình chưa đủ. Còn xăng đó mình pha rồi. Nó về còn đầy bình xăng của Nhật mình xài luôn. Mình chưa thành pha luôn. Mình pha do mình ham mình đổ nhớt nhiều cho nó khói thơm. Cái này đổ nhớt đúng của nó là không có khói luôn á. Ai ghiêu à? Đúng rồi, đúng ai thì phải đúng thôi chứ không nhiều quá. Ôi. Đúng rồi, nhưng mà mấy lâu quá không chạy mình làm cho nó nở bạc rồi ra đổ nhất thiệt nhiều. Cái con kia mà đổ hơi nhiều á. Con này nguyên bản nó vậy luôn nè, chưa thay luôn á. Thường đổ là 5 lít xăng thì 1 lít nhất hả? 5 xị xăng 3 lít là 1 xị nhất 3 lít xăng hả? Ừ. Tại hôm đổ nhiều quá. Ủa cái này là nhớt cái gì chứ? Đây là đồ bơm. Này bơm không? Bơm nhớt khúc chân không nè. Ờ cái này nhớt khúc chân không nè. Đây là khỏi còn ngồi đó, cái giật cái càng này là nó hút nước lên luôn nè. Hút mạnh lắm à. Hút mạnh lắm à. Nó có dàn khoan luôn mà. Cái đó là mồi đó chú. Không cần gì đó, giật cái xuống là động nước hút lên đẩy ra. Mình kéo nước nó mồi cho đầy ống mình đó. Đúng rồi, đầy ống mình đó. Nó chữa cháy mà chờ đổ nước cái chết bà luôn. Nước quá trình lâu. Lâu lắm, nó hút cái vòng vòng 20 giây. Bắt đầu có nước về để kéo về cho nó hút. Hút mạnh lắm. Nhem qua cái bồn này. Đúng rồi, hút mạnh lắm. Tay muốn lọt vào trong luôn á. Đứng ngoài đất nông thấy cái này cũng làm máy bay chứ khóa dữ à. Tua nhanh phải không? Tua khủng luôn á, gần 6.000 vòng. Cái loại hay thì này mà nó 6.000 thôi, nó tốc độ nó con này nó dữ trời. Báo ông gà gần 12 con à. Mẹ thấy có con 24 nữa. 24 về An Giang rồi, nó bao xe hơi cho chú vậy đó. Bao xe hơi lên lấy luôn à. Bao xe hơi lên lấy luôn. Từ An Giang lên á. Thấy mình thấy khổ em ơi. Dạ. Cái con đó tôi cũng vừa ý nữa. Dạ. Con nhẹ ha. Con nhẹ.
con nó như nhỏ con này nè, nhỏ hơn. Alo, nó làm cái gì em? Đúng rồi. Dạ. Không đầu không ủi ha, 285 triệu, không đầu không có ủi không đuôi á, chắc máy không đó. Dạ. Dạ còn anh. Anh ở đâu? Ờ, chút anh cho nhân viên liên hệ trực tiếp cho anh chàng chút anh.